Dạ, Huy Hồ có câu hỏi tiếp theo là vì tánh biết biết trước, rồi ý thức mới khởi lên nhận biết đối tượng theo tên gọi tục đấy, vậy con nên làm thế nào ạ? Câu hỏi trước câu hỏi của đi viện này. Tiếp theo ạ, là vì tánh biết biết trước rồi thực rồi ý thức mới khởi lên đã bắt đối tượng tục đấy, vậy con nên làm thế nào? Thì nói vậy thôi chứ sao, vậy đó. Nó tự nhiên vậy thôi đó. Nhưng mà cái tánh biết á thì nó biết tự nhiên, mà tướng biết á thì là có dụng ý. Nhưng mà cũng khi cái người mà tu tập chánh niệm tỉnh giác một thời gian á thì cái tướng biết nó cũng thanh tịnh luôn, nó gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh tức là cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết của ý thức á, nó cũng thanh tịnh luôn. Mà khi mà tướng biết thanh tịnh á thì nó trở về với cái tánh biết. Thành nó thực ra là ví dụ như các bậc thánh hoặc là khi mình tánh niệm tỉnh giác trọn vẹn á thì vẫn thấy nghe ngửi nếm, nhưng mà vẫn là tánh biết chứ không phải là tướng biết. Bởi vì lúc đó tướng biết thanh tịnh, gọi là tri kiến thanh tịnh. Dùng đi, dùng. Thôi để chút nữa là xong rồi, cái không ai ăn để. Cái tri kiến thanh tịnh đó tức là khi mà thấy nghe người nếm xúc chạm và biết mà không còn bị cái khái niệm tư tưởng quan niệm che lấp nữa, tức là một cái thấy trực tiếp của chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là một thấy trực tiếp, cho nên chánh niệm tỉnh giác là thấy thấy chân đế. Thì thường thường mình niệm là niệm tục đế. Thành nó nói thật, cái mà cái niệm niệm cái niệm niệm theo theo kiểu tục đế. Thành cái niệm đó đó thường thường nó là niệm, nhưng mình niệm theo tâm tứ, cho nên nó ra thiền định chứ nó không có ra thiền tuệ, không ra thực tánh. Nó có hai cái định, một định là do chú tâm. Cái chữ chú tâm này mình đừng có hiểu theo nghĩa tập trung. Chú tâm tức là tâm không có loạn, tâm không suy nghĩ lung tung thì gọi là chú tâm. Còn tập trung là khác, tập trung là mình focus vào một cái điểm, một cái đối tượng, một cái điểm nào đó. Hai cái nó khác nhau. Thí dụ giờ mình ngồi đây mà tâm tâm mình rộng lặng, tâm mình rộng lặng thì lúc đó đó là tâm là định. Cái định đó là cái định nó gọi là chú tâm. Chú tâm tức là cái tâm nó không có tán loạn, gọi là chú tâm. Thôi. Còn cái từ mà để cũng có cái chữ chú vào trong đó, nhưng mà gọi là tập chú là hay là tập trung. Tức là mình tập trung chú ý vào một cái điểm nào đó thì nó khác. Thành nên mình thường thường mình dùng từ là hay hay dùng sai. Nhiều khi mình nói là thần trồng chú tâm quan sát thì họ tưởng chú tâm là tập trung. Cho nên họ tập trung quá là trật. Chú tâm thôi chứ không có tập trung. Tập chú tâm ví dụ như bây giờ thầy ngồi không vậy đó, tức là trong đó nó đã có tự động, nó đã có yếu tố thần đồng chú tâm quan sát trong đó. Ví dụ thầy ngồi không cái vậy đó, mà
người này nhúc nhích là thầy thấy liền. Như vậy là cái tâm, cái tính quan sát nó vẫn có trong đó. Và cái tâm á, mà nó quan sát được á, là bởi vì cái tâm nó không chạy đi đâu. Nếu bây giờ thầy đang ngồi vậy mà thầy đang nghĩ đông nghĩ tây đó, thì cái người đó nhúc nhích thầy cũng không biết. Đó. Thì thành ra đó, nó phải có chú tâm. Chú tâm tức là cái tâm nó không có tán loạn, gọi là chú tâm. Nhớ nhớ cái đó cho kỹ. Tâm không tán loạn gọi là chú tâm. Còn cái định á, là khác. Định mà cái định của tập trung á, thì nó có cái định mà của chú tâm nó khác. Còn cái định của tập trung á, là mình nhắm vào một đề mục và chỉ chuyên vào đề mục đó thôi, thì cái tâm nó định lại đó, đó thì cái định đó là định, vẫn là rơi vào định hữu vi hữu ngã. Định có ý đồ của mình trong á. Trong chú tâm á, thì khi một đối tượng diễn ra thì nó sẽ tự động ứng vào đối tượng đó xong rồi thôi. Còn tập trung á, là nó giữ luôn trên đối tượng đó. Cả nó hai cái nó khác nhau. Hai cái khác nhau đó, đó nó cũng đưa đến hai cái loại định khác nhau. Mà người ta không phân biệt được điều đó, cho nên người ta cứ làm theo cái định mà hữu vi hữu ngã thôi. Cho người ta không thể nào mà định được vô vi vô ngã. Tức là người ta chỉ định là định tập trung, cho người ta không có định kiểu chú tâm.